Rồi, xin chào tất cả các bạn, mình là Nguyên và hôm nay chúng ta sẽ làm cái video để chúng ta code cái giao diện này để mình sẽ làm cái trang giỏ hàng bằng JavaScript đúng không? Rồi, ok, thì để làm thì các bạn mở cái file soạn thảo lên, ví dụ code và các bạn thêm cho mình. Trong này thì mình đã có các cái ảnh rồi, các cái ảnh này thì các bạn có thể tải trên mạng về đúng không? Rồi, các bạn sẽ mở một cái file index.html. Cái này thì dễ rồi đúng không? Index.html này, sau đó các bạn mở luôn một cái file style.css này. Thì cái video này thì chúng ta chỉ làm giao diện thôi, cho nên bạn nào không quan tâm thì chúng ta cũng không cần phải xem. Tại sao mình làm cái video này ấy? Bởi vì mình thấy lúc trước mình thấy có một số cái video rất hay nhưng mà các bạn không muốn làm, các bạn coi nhưng mà các bạn không thực hành, cũng bởi vì các bạn lười code giao diện hoặc là các bạn cũng chưa biết code giao diện, chưa biết code cái frontend này để mình làm. Thì đấy cũng là một cái mình muốn các bạn cùng làm với mình, để khi chúng ta có một cái dự án nào ấy, một cái gọi một cái ứng dụng nào hay hoặc là một cái gì đó hay mà các bạn làm ấy, thì các bạn phải thực hành, các bạn phải thực hành thì các bạn mới nhớ được và các bạn mới hình dung được. Các bạn khi các bạn nhìn người khác làm ấy thì các bạn sẽ thấy nó dễ, nhưng khi các bạn đi vào làm ấy thì nó sẽ vướng rất là nhiều cái. Cho nên là mình muốn các bạn sẽ có thể làm được từ A đến Z, tức là khi các bạn thấy một cái dự án hay một cái gì nhỏ nhỏ cũng được thì các bạn cũng hãy bắt đầu làm luôn từ cái frontend, các bạn cũng sẽ tự các bạn làm, ok chưa? Thì mình muốn là các bạn sẽ cùng làm với mình, còn nếu như bạn nào mà không quan tâm thì cái video này các bạn có thể bỏ qua, thì chúng ta sẽ làm cái phần JavaScript và cái video sau. Rồi, ok, thì không mất thời gian các bạn nữa, thì bây giờ chúng ta sẽ vào, chúng ta sẽ làm cái giao diện này. Rồi, thì cái giao diện này thì nó sẽ hơi khác với cái giao diện lúc đầu của chúng ta, bởi vì mình đang để cái giỏ hàng nó nằm ở phía dưới này. Thì sau khi chúng ta làm xong xuôi thì chúng ta sẽ CSS cho cái giỏ hàng nó nằm bên tay phải của các bạn, để chúng ta có cái hiệu ứng là khi chúng ta nhấp chuột thì nó sẽ trượt ra đúng không? Rồi, còn để xử lý cái JavaScript thì chúng ta sẽ làm giao diện này cho nó tiện để chúng ta xem ở phía dưới nó luôn, ok chưa? Rồi, chúng ta sẽ quay lại file Visual Code của chúng ta và mở Visual Code lên. Ở đây chúng ta sẽ có cái HTML này. Rồi, ở đây chúng ta sẽ để một cái tiêu đề là JavaScript không? Rồi, ok. Xuống dưới này các bạn sẽ mở cho mình một cái section. Thì cái này thì chúng ta không quan trọng hình thức lắm đúng không? Thì chúng ta sẽ mở một cái section ở đây là product này. Rồi, trong cái section product này nó sẽ có một cái container. Rồi, trong container này thì nó sẽ có là product item. Item này thêm F bởi vì nó sẽ chứa rất nhiều item bên trong này đúng không? Rồi, trong này nó sẽ có một cái thẻ img này. Img thì mình đã để sẵn đây rồi. Thì các bạn sẽ link img vào cái thuôn mục img này. Rồi, các bạn chọn cái product một đi. Rồi, ở phía dưới này các bạn sẽ mở cho mình một cái đó là product không, để mình kiểm tra xem là item s đúng không. Rồi, trong item s này các bạn phải, đây các bạn sẽ cắt cái này đi. Trong cái này các bạn sẽ có một cái item nữa đúng không? Rồi, các item các bạn cho cái thẻ img vào đây. Rồi, phía dưới này các bạn sẽ có một cái thẻ nữa, đó là cái tag. Tag tức là cái mà chúng ta sẽ để cái giá với là cái tên sản phẩm đấy đúng không? Rồi, đây tag này. Rồi, trong cái tag này ấy, thì các bạn sẽ có làm tag này, các bạn sẽ có một cái thẻ giá đây, các bạn thấy có cái giá bên này này, thì bạn cho nó vào một cái thẻ P cũng được. Thẻ P, trong thẻ P này, thẻ P trong này sẽ có một cái thẻ spam.
Thì thẻ từ pen thì nó sẽ chữa cái giá, đây là 20.000 đúng không? Rồi bên này nó sẽ chứa cái ký tự đồng. Đồng thì các bạn sẽ dùng cái sấp sấp này, sấp các bạn để chữ đồng đây, được chưa? Rồi chúng ta thử bật cái file này chúng ta lên xem nào. Đây này, chữ đồng này này, thấy chưa các bạn, thấy chưa? Rồi bây giờ là đến một cái tên. Tên thì các bạn có thể để vào một cái thẻ H1 chẳng hạn, đúng không? Thẻ H1 thì ở đây các bạn để là iPhone, iPhone 6. Rồi phía dưới này các bạn sẽ có một cái gì, nó sẽ có một cái button để chúng ta button này nó sẽ là thêm vào giỏ hàng. Rồi ok bạn thấy được chưa? Rồi chúng ta sẽ chỉ vào CSS thôi, chúng ta CSS cho nó thôi. Thì sau khi cho các bạn làm đây chúng ta làm một item đúng không, thì các bạn copy để thành 5 item cho mình. Hai này, à không, để mình xem nào. Thì chúng ta có cái ở đây chúng ta sẽ select một số cái trực tiếp đấy luôn đi, đúng không? Đến cái chỗ xpen này này, cái chỗ sẽ thẻ xpen này này, rồi sẽ xpen này đến quên cũng được. Cái chỗ iPhone 6 này nó có vẻ hơi to đúng không? Đấy, các bạn chỉnh nó một chút. Đây các bạn cho cái style này, style là phone phone width là normal. Rồi cái full size thì cho nó nhỏ một tí, 16 pixel đi. Rồi như thế thôi. Con sẽ 16 pixel, hoặc đây cái này mình vẫn cho boy cho ấy cũng được, cho đậm cũng được, nhưng mình chỉnh cái phone size một chút. Ok chưa? Rồi để thế này đi, mình cho 18. Rồi ok. À, rồi cái chỗ thêm giỏ hàng rồi đúng không? Rồi đây bây giờ các bạn copy này, bạn sẽ copy đây nó sẽ thành 5 cái đúng không? Bây giờ có 5 sản phẩm, 2, 3, 4, 5. Rồi chúng ta quay sang này chúng ta xem. Rồi chúng ta sẽ CSS cho nó, chúng ta sẽ qua CSS cho nó và chúng ta bắt bật cái file CSS lên. Thì các bạn nhớ link cái file CSS vào, các bạn nhớ link cái file CSS vào đấy, các bạn sẽ style CSS đây rồi đúng không? Rồi bên style này thì các bạn sẽ có, đầu tiên sẽ có một cái số cái cơ bản, các bạn cho cái margin là không này, margin là không này, rồi box sizing là border box này. Rồi xuống dưới này các bạn xem nào. Ở dưới này các bạn sẽ CSS cho cái container này. Container này các bạn sẽ cho nó một cái mask switch là 1200 đi. Rồi 1200 phía dưới margin auto. Rồi sẽ nó có những cái size, nó nhận được file style CSS chưa thầy? Style CSS này. Rồi, để chúng ta sẽ xem sau. Rồi, chúng ta sẽ CSS cho cái block item này, block item S này. Hôm này thì các bạn sẽ cho nó display flex. Rồi, display flex justify content space between background color, là các bạn sẽ cho nó màu đi padding cho 12 pixel chưa? Rồi mình ta xem nào. Đây nó đã nằm một hàng rồi các bạn thấy chưa? Rồi 12 pixel. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ cho cái product item này. Cái product item này các bạn cho nó display flex
Đang không? Nhìn nhầm các bạn của Robert Tâm này không phải một lên đâu. Robert Tâm này các bạn cho nó cái width này, xét cái width thì khoảng tầm 19%. 5 cái đúng không? Thì mà một cái 20%, nhưng mà mình chừa 100% ra để mình làm cái mặt ghi. Rồi background color nó là màu trắng. Padding cũng 12 pixel luôn. Center đúng không? Rồi các bạn xem nào. Đây các bạn thấy chưa? Ok, là tại sao cái này nó lại mắc một cái gì đây nhỉ? À, do chúng ta chưa xét được cái ảnh. Nên các bạn thấy đó, đây nó đang bị lệch do cái ảnh. Đây thì từ cái product item này các bạn xét được cái ảnh này. Đây có IMG này. Đây, cho một cái width 100%. Cái bottom cho 20 pixel. Đấy, ok chưa, ảnh đẹp rồi đúng không? Rồi à, bây giờ chúng ta sẽ cho cái tag thế này. Cái tag thì các bạn xuống cái này, các bạn sẽ copy cái file cái class order item tag như này, các bạn cho vào đây. Rồi, các bạn CSS thì cái này các bạn sẽ cho nó display flex. Rồi justify content là space between đúng không? Justify content là space between. Đấy, nó sẽ nằm một hàng đây. Rồi chúng ta sẽ CSS cho cái button này. Button này thì đây đúng không? Button này thì chúng ta có thể đi từ cái thẻ nào? Đây, button này thì chúng ta có thể đi từ cái thẻ item này này. Item này nó đang bọc ngoài của cái thẻ button mà đúng không? Đây này, item này này. Rồi, chúng ta sẽ đi về thẻ của item. Hôm nay giọng nó phải hơi trong Đà Nẵng nó hơi. Hôm qua mưa nên là sáng nay dậy giọng nó có vẻ hơi hơi bể bể đúng không? Hy vọng là không ổn. Rồi, một product item. Product item chúng ta xem cho cái button đúng không? Trong cái button này thì các bạn sẽ cho nó xem nào. Đây này, cho nó một cái margin này. Một cái margin top là khoảng là 10 pixel. 12 đi. Chọn 15 đi. 12. 12 pixel. À, một cái hay khoảng 30 pixel. Chưa? Đây 30 pixel rồi. Padding trên về 0 trái phải 12 pixel. Rồi chúng ta xem nào. Rồi ok. Rồi tiếp theo là các bạn sẽ cho nó cái cursor là pointer này. Chúng ta hold chuột vào này. Rồi. Cursor pointer rồi. Border là non. Border là non. Được chưa? Rồi. Khi nó hover vào. Khi nó hover vào thì có background color. Rồi một tomato đi. Rồi tomato. Nó xem nào. Xem chưa? Rồi cái này các bạn phải cho nó một cái border nhìn cho nó 5 pixel đi. Rồi cho nó một cái transition. Oh, 0.3 yet. Easy. Đấy, được chưa? Cái này đẹp hơn là cái lúc trước mình làm demo ở đây đúng không? Rồi chúng ta làm sau, chúng ta có thời gian thì chúng ta sẽ làm nó bài bản hơn tí đúng không? Rồi vậy là chúng ta đã xong cái chỗ sản phẩm này. Thì bây giờ chúng ta sẽ xuống đây, chúng ta sẽ làm ở cái chỗ cảng này, cái giỏ hàng này, được chưa? Rồi xuống giỏ hàng thì các bạn sẽ mở file HTML lên. Qua đây chúng ta sẽ xuống như này. Thì xuống như này các bạn sẽ mở cho mình thêm một cái section. Section này là section cảng. Như này này.
Các bạn sẽ mở cho mình một cái section. À, chưa? Trong này thì các bạn sẽ có một cái form. Trong form này, trong cái form này ấy, thì các bạn sẽ có một cái table. Table. Trong cái table này ấy, thì các bạn sẽ có chia ra một cái tên head là cái phần đầu. Phần đầu này. Rồi. Và một cái phần là phần body, là t body này, này. Chưa? Thì trong cái t head này thì nó sẽ có thể trừ. Trừ là dòng này. Dòng nó sẽ có các cái cột này. Cột thứ nhất nó là sản phẩm, đúng không? Sản phẩm. Rồi. Cái th thứ hai là giá. Rồi cái th thứ ba là số lượng. Và cái cuối cùng là cái chọn, tức là cái này dùng để chúng ta xóa đây. Đây các bạn quay lại mở cái file của chúng ta lên. Đây các bạn thấy này, nó có đây rồi đúng không? Rồi ở phía dưới cái thần t body này này thì các bạn sẽ có, cũng có thể chờ, cũng có hàm trừ, nhưng mà đây chúng ta là td. Được chưa? Td nó sẽ tương ứng với bốn cái th trên này. Td đầu tiên nó sẽ có chứa cái thể img, đúng không? Img thì các bạn có thể để tạo một cái sản phẩm đây, có đọc một này, được chưa? Rồi trong này nó sẽ có tên luôn này. Tên này các bạn có thể để là iPhone 6 cũng được, iPhone 6. Rồi cái td thứ hai là cái giá. Cái giá thì các bạn để trong này một thẻ spend, spend là 230.000. Các bạn copy cái này cũng được này. Đây này chính là cái này đây, copy vô hoặc bỏ đây. Rồi ok, tiếp theo chúng ta sẽ có một cái td nữa là cái một cái input, đúng không? Đây này, nó sẽ có một cái input là cái chỗ này để các bạn nhập số lượng, điều chỉnh số lượng này. Rồi các bạn sẽ coi đây các bạn, trong này các bạn sẽ có một cái input. Input này thì type nó sẽ là number. Đó, input type number. Value ở bên trong nó sẽ là 1 và min nó sẽ là 0, đúng không? Min sẽ là 0. Rồi chúng ta xem đây, nó có đây rồi đúng không? Rồi thì chúng ta sẽ CSS xong. Min sẽ là 0. Rồi cái cuối cùng, cái td này thì nó sẽ là xóa. Nó sẽ là xóa. Một cách xóa vào đây. Đây là chúng ta đủ rồi đúng không? Rồi bây giờ chúng ta sẽ CSS một số cái ở trên này luôn cũng được này. Thì ở đây các bạn sẽ cho cái img này nó một cái width khoảng tầm 70 pixel thôi. Đây này, các bạn cho style này đi. Style img này một cái width. Width là 70 pixel. Rồi, nó kiểm tra xem đây, 70 pixel thôi. Đúng không? Rồi cho cái này nó cái info iPhone này nó căn ở giữa này thì các bạn sẽ cho cái td này này, cái td này các bạn cho style là display flex này, xem nó căn giữa chưa. Các bạn cho nó cái align item center này. Đấy, thì các bạn thấy là cái iPhone 6 nó căn giữa rồi này, thấy chưa? Rồi iPhone 6 còn nữa đây rồi đúng không? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ CSS cho cái input. Cái input này thì các bạn cũng thêm trong này một style cho mình này. Style trong cái thẻ input này, tức là cái này chúng ta làm nhanh, chúng ta không muốn chúng ta làm nhanh trên này luôn. Chứ còn nếu mà bài bản thì các bạn nên qua file CSS này các bạn style cho nó đúng không? Rồi đây cái input này thì các bạn cho nó style là một cái width 30 pixel. Rồi
Image nó tầm khoảng 30 pixel, sau đó outline là non. Outline là non này. Rồi, coi nào, xem nào. Ok, sau thì take your line center. Take your line center. À, không được, cái này tôi không cần. Vì nó sẽ có cái này trình đây nên là sợ nó không ở giữa được, rồi bỏ này đi. Nó sẽ bỏ cái này đi. Chưa. Rồi xem còn gì nữa không. Rồi ở chỗ cái xóa này, này thì nó sẽ có một cú xóa counter đúng không? Đây nó sẽ có cái styling luôn. Xong thẻ TD này, này. Style đây là cú xoay counter. Rồi ok. Được chưa? Ok, thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay sang ở bên file CSS thì chúng ta sẽ CSS tiếp cho cái phần dưới này đúng không? Gọi mở file lên và làm vào file style CSS này. Thì chỗ style CSS này thì các bạn ở dưới này bạn comment. Đây, đây sẽ là phần nhập cả đúng không? Thì đầu tiên là cái card này nó sẽ cho cái thẻ sẽ xem card này, các bạn sẽ cho nó một cái width là 50% margin auto. Rồi check line center, chọn path in top là 30 pixel. Rồi ok, từ cái card này này các bạn sẽ đặt một chút cho cái thẻ H2. Đây chúng ta sẽ có một cái thẻ H2 ở phía trên này này. H2 này nó sẽ là cái card. Rồi, card đây đúng không? Cái này cũng chả cần phải CSS đâu. Không cần phải CSS đâu. Rồi chúng ta xóa, chúng ta không cần phải CSS cái H2 đấy. Gần đúng nhỉ? Không thì các bạn sẽ cho nó một cái mặt cái bottom đi, cho nó xa xa một chút, cho 30 pixel đi. Để cho nó tách xuống cái này một chút. Để cho nó cái phó phần dưới này chúng ta dễ theo dõi đúng không? Rồi từ cái card này các bạn sẽ xây đấy cho cái table này này. Đấy thì cái card này này các bạn sẽ CSS cho cái table. Table này các bạn cho nó một cái width là 100%. Đây, nó sẽ dàn ra cho các bạn đây đúng không? Rồi, cái table rồi đúng không? Thì ở đây các bạn sẽ thấy từ cái card table này các bạn sẽ CSS cho thấy. Thì bây giờ chúng ta thấy cái chúng mình muốn cái sản phẩm thì nó nằm căn bên tay trái, nó phân lép bên cùng với cái ảnh này này. Đấy thì các bạn sẽ từ cái table các bạn sẽ vào cái thẻ chờ này. Không, các bạn vào cái t body trước đúng không? À, t head trước này. Xong rồi thì các bạn đi vào cái thẻ chờ này. Xong rồi các bạn vào cái th, chọn cái th đầu tiên là phút xa. Cho bạn sẽ cho nó cái thích online là led. Đấy, nó căn lẽ là nó căn lên tay trái rồi này đúng không? Rồi first child led, rồi cái last child là ok rồi đúng không? Rồi chúng ta sẽ cho nó một cái border. Thì từ cái table này, từ các table này các bạn sẽ CSS cho các cái td một cái margin, margin bottom khoảng 1 pixel,
solid à, 1 pixel à, không có quên 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 đây border nhỉ? Mình để mang một làm sao border bottom là 1 pixel solid và màu cũng DDD. Đây nó có cái đường chỉ đây này, đây các bạn cho nó cái padding padding khoảng trên dưới 12 pixel trái phải không chưa rồi các bạn thấy chưa ok rồi đúng không. Rồi thì bây giờ ở đây các bạn sẽ cho cái lát chai này cắt rai luôn đi. Các bạn sẽ chọn cái TH là cái chọn cái TD và cái này thì xong. Đây các bạn sẽ copy đây thành hai sản phẩm hai cái trời khác thể trời cho mình. Đây, đây các bạn có thể đổi cái ảnh này đi, cái ảnh đâu rồi, ảnh đây còn đổi thành ảnh hai rồi, chúng ta có hai cái sản phẩm như này rồi đúng không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ làm cái phần phía dưới để tính tổng, chúng ta sẽ làm phần phía dưới để tính cái tổng. Thì bây giờ các bạn qua cái file index.html, đây index ra đây rồi, đây phía dưới này này, phía dưới cái form ấy, ở phía dưới cái table này này, các bạn mở cho mình thêm một cái thẻ div. Thẻ div này các bạn có thể đặt nó là Write total được không? Rồi trong này các bạn sẽ có một thẻ p này làm nhanh thôi. Thẻ p trong này thì các bạn sẽ có là tổng tiền này, tổng tiền đúng không? Rồi sau này sẽ có một cái thẻ spend giống giống như cái này này, có cái này đi. Đây, các bạn cho vào đây. Để tổng tiền 320.000 đồng chẳng hạn đúng không? Đây nó đang nằm ở đây này. Là CSS cho nó một chút. Thì ở đây cái P này các bạn sẽ cho một cái style là font width. Chưa. Style font width là bold. Cho nó đậm đúng không? Rồi tổng tiền 320 đồng. Rồi cái chỗ thẻ div này mình cho nó một style ở đây luôn. Style ở đây các bạn sẽ cho nó text align là right. Đây nó sẽ nằm phía bên này này. Thì nó nằm ở phía bên này thì các bạn thấy nó sẽ lệch về bên này, thì mình cũng sẽ cho các cái phía bên tay phải nó căn right luôn này. Bên chỗ trên cái table ấy, thấy không? Rồi table muốn căn right thì các bạn sẽ đây đúng không? Thì đầu tiên các bạn sẽ cho cái thẻ này mà last try này, copy xuống đây. Đây là last try này đúng không? Đổi đây thành last. Last try là text align là right. Rồi các bạn coi nào. Đây cái chỗ này nó con right rồi này, cái head này. Cái TD à TH đây, thì các cái TD chúng ta cho con right luôn đúng không? TD thì các bạn cũng từ cái các table này. Từ các table này các bạn đi vào thẻ T body. Sau đó các bạn vào thẻ trường là T D. TD à không gọi TD. Mình xem nào. Đúng rồi, TD last try đúng rồi đấy. Last try. Đây các bạn cũng cho text align là right. Đây thì tất cả nó sẽ căn lên này cho mình rồi đúng không? Rồi ok, thì thế thì còn cái gì nữa không nhỉ? Rồi. Ở đây mình cho nó cái min ở đây mình cho là 1 đi. Đúng không?
Bởi vì nếu như mà họ họ định cho xuống không thì các bạn có thể ấn xóa đây, nhưng mà tại sao nó không được nhỉ? Ở đây trên này chứ, bên đây là một luôn, hai cái luôn. Đây các bạn sẽ không cho xuống được đây nữa. Vì nếu mà không thì đồng nghĩa với họ không mua, thì là các bạn họ ấn xóa luôn đi đúng không? Thế làm gì? Rồi, thì cái video này là chúng ta sẽ làm cái phần frontend, để chúng ta video sau chúng ta bắt đầu làm cái hiệu ứng JavaScript. Thì xem này thì cơ bản thế thôi đúng không? À, ok rồi đấy. Rồi, mình chơi rồi, 30 phút rồi. Thôi cái này làm đến đây thôi. Thì các bạn nếu như ai đang theo dõi và người ta theo dõi hết cái video này, thì các bạn cũng đã có cho mình được một cái giao diện để chúng ta vận dụng để chúng ta làm đúng không? Bởi vì là tại sao mình lại làm giao diện mà mình không gửi code cho các bạn? Bởi vì mình thấy một số bạn ấy, là các bạn thấy nó video hay, hoặc các bạn thấy không chỉ của video mình mà các cái video trên mạng các bạn muốn làm, nhưng mà các bạn lại lười code giao diện, hoặc là các bạn không biết code giao diện thì các bạn làm thì các bạn lại bỏ qua. Thì đấy là một cái sẽ làm cho các bạn không tiến bộ được. Và theo mình thì chúng ta sẽ làm từ A đến Z, chúng ta sẽ làm giao diện, sau đó chúng ta sẽ làm JavaScript, chúng ta không phụ thuộc vào ai cả đúng không? Chúng ta sẽ tự chúng ta sẽ làm. Rồi ok, thì video này đến đây thôi. À, video sau chúng ta sẽ bắt đầu làm JavaScript. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ nhé, và để lại ý kiến bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.